Mẹ bầu Khánh Thi rạng rỡ đi chấm thi, tiết lộ em bé trong bụng đạp thùng thụp khi nghe tiếng nhạc. Khánh Thi vừa hoàn thành nhiệm vụ trọng tài ở giải vô địch trẻ và cúp khiêu vũ quốc gia năm 2023. Ngày 4 tháng 7, giải vô địch trẻ và cúp khiêu vũ thể thao quốc gia năm 2023 đã khép lại tại Đà Nẵng. Nữ hoàng Dancer Bot Việt Nam Khánh Thi đã hoàn thành vai trò trọng tài, chấm giải cho các thí sinh. Cô đăng tải bức ảnh selfie trong giờ nghỉ với lời chia sẻ. Bầu là mệt lắm, mà không tươi không được, đi dạy học, chấm thi liên tục. Các cháu giờ giỏi thật, nhảy nhiều vòng hơn người lớn, trang phục và thể hiện rất tốt, nhưng cần được học tập chuẩn hơn xíu khi nhảy. Bà xã Phan Hiển thấy yêu thương khi nhìn các phụ huynh chăm lo, hò hét cổ vũ cho các thí sinh khàn cả cổ. Về phần mình, Khánh Thi tiết lộ khi nghe tiếng nhạc tại nhà thi đấu, em bé trong bụng Khánh Thi đạp thùm thụp. Vì đang mang bầu khá lớn, Khánh Thi được tạo điều kiện ngồi chấm thi nhiều hơn đứng như thường thấy. Ở tuổi 41, Khánh Thi khoe nhan sắc rạng rỡ, nét trẻ trung, khí chất và năng lượng làm việc của mẹ bầu Khánh Thi nhận được rất nhiều lời khen từ cư dân mạng. Trong đó có cả những phụ huynh trực tiếp đưa con đi thi nhảy và quan sát thấy cách làm việc của nữ kiện tướng Dancer Bot. Một thí sinh tham gia giải đấu là học trò của Khánh Thi. Khi vận động viên đạt giải nhì, Khánh Thi còn thưởng nóng để động viên tinh thần. Xuất hiện cùng Khánh Thi ở giải đấu này, Phan Hiển đóng vai trò là huấn luyện viên. Còn con trai cả của cặp đôi, Khánh Thi, Phan Hiển là bé Kobe, Minh Cường, cũng góp mặt để nhận giấy khen vì thành tích vô địch giải quốc tế diễn ra vào tháng 3 năm nay tại Italia.